sao cả lớp. Cô mời chúng mình ngồi nào. Các con ơi, ngày hôm trước chúng mình đã tìm hiểu bài tập đọc thi nhạc. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng gặp lại những nhân vật rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu trong câu chuyện đó. Chúng mình có muốn gặp lại các bạn không? Có. Ở phần này, cô sẽ nhờ đến sự trợ giúp của 4 trợ lý. Các con hãy nhìn nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, lời nói của các bạn để đoán xem đó là nhân vật nào. Và nhiệm vụ của các con đoán đúng tên những nhân vật đó. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cô xin mời các trợ lý của cô nào. Chúng mình đã sẵn sàng đến với nhân vật đầu tiên chưa nào? Rồi ạ. Cô xin mời nhân vật đầu tiên của cô. Bạn là Họa Mi. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Cảm ơn cô nàng Họa Mi duyên dáng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ hai. Xin mời. TRTTT. Xin mời các bạn đến với khúc nhạc Bình Minh của tôi nha. Một, đố các bạn biết tôi là ai. Mời Bảo Quyên. Bạn là gà trống. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Anh chàng gà trống của chúng ta với một cái tác phong rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu đúng không nào các con? Nghệ sĩ thứ ba là ai? Hãy chờ đón xem nhé. Xin mời. Tình bạn của tôi gọi lên hình ảnh như chiếc lá khô xoay tròn vơ vơ trong nắng. Bạn có nghe thấy tiếng gió thì thầm với tiếng lá không? Bố bạn, tôi là ai? Người chuyên gia. Bạn là gì? Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác. Chỉ còn một thử thách thôi các con ạ. Một thử thách cuối cùng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đến với nghệ sĩ cuối cùng trong màn Tôi Là Ai ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào các bạn. Khi tiếng violin của tôi réo rắt vang lên, nắng trắng sáng và bầu trời xanh mênh mông, đố các bạn biết tôi là ai? Bạn là nghệ sĩ ve sầu. Chính xác. Cô cảm ơn, rất là đáng yêu đúng không các con? Vậy là các bạn đã cho chúng ta gặp lại, tưởng tượng lại những nhân vật rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu trong câu chuyện thi nhạc. Và những nhân vật này đã xây dựng nên một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Vậy còn các con cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Cô mời con, Bảo Nhi. Con nói cô là con cảm thấy câu chuyện này là một câu chuyện rất là thú vị ạ. Một ý kiến nữa nào. Cô mời Khánh. À, đó là những ý kiến riêng của Nhi, của Khánh. Vậy còn các con có những ý kiến như thế nào? Và việc mà chúng ta trình bày được ý kiến của mình thành một đoạn văn hoàn chỉnh như ra sao thì cô và các con sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé. Ở tiết trước thì chúng mình đã được học và tìm hiểu về đoạn văn, câu chủ đề. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến. Để thực hiện được mục tiêu của bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng đến với bài tập thứ nhất nhé. Đọc giúp cô yêu cầu bài tập 1. Cô mời Anh Thư. Con thưa cô, con đọc yêu cầu bài tập 1. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. À, đây là đoạn văn của bạn Tùng Anh. Sau khi đọc xong câu chuyện thi nhạc, bạn đã viết lại cảm nghĩ của mình. Các con cùng lắng nghe xem bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này nhé. Câu chuyện thi nhạc của nhà văn Nguyễn Phan Ách cuốn tôi vào một thế giới đầy thú vị. Những con vật quen thuộc như ve sầu, gà trống, dế mèn, chim họa mi hóa thành những nghệ sĩ tài năng. Tiếng kêu, tiếng gáy, tiếng hót của chúng gợi lên trong tâm trí người nghe những cảnh vật có âm thanh, ánh sáng, sắc màu, hương vị. Nhân vật thầy giáo Vàng Anh cũng để lại ấn tượng khó quên. Việc làm và lời nói của thầy thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng đối với học trò. Câu chuyện đã kết thúc, nhưng các nhân vật đáng yêu ấy vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi. Tùng Anh muốn nói gì qua đoạn văn này?
Cô mời con, Thư. Con thưa cô, qua đoạn văn này bạn Tùng Anh muốn nói rằng là bạn ấy rất thích câu chuyện thi nhạc của nhà văn Nguyễn Phan Thách ạ. À, một ý kiến nữa nào? Mời con. Con thưa cô, qua đoạn văn trên, bạn Tùng Anh nêu những lý do khiến bạn ấy thích câu chuyện thi nhạc ạ. À, đấy là ý kiến của các bạn trong lớp mình. Bây giờ cô muốn nghe tất cả ý kiến của các con về đoạn văn của bạn Tùng Anh bằng cách các con sẽ sử dụng các thẻ A, B, C để lựa chọn các đáp án. Đáp án A, nêu những lý do yêu thích câu chuyện thi nhạc. Đáp án B, thuật lại diễn biến của câu chuyện thi nhạc. Đáp án C, tả hình ảnh, điệu bộ của các nhân vật trong câu chuyện. Các con có 5 giây suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vậy là cả lớp chúng ta cùng thống nhất chọn đáp án A. Chúng ta xem đó có phải là đáp án đúng không nhá. Chúc mừng cả lớp mình nào. Qua đoạn văn này, bạn Tùng Anh đã muốn nói lên suy nghĩ của mình đối với câu chuyện thi nhạc. Vậy câu mở đầu của đoạn văn này là câu nào? Hãy dựa vào kiến thức của tiết học hôm trước tìm giúp cô nào. Cô mời Bảo Nhi. Con ơi cô, câu mở đoạn là câu câu chuyện thi nhạc của nhà văn Nguyễn Phan Thách cùng tôi vào một thế giới đầy thú vị. À, cô cũng đồng ý với con đấy. Ừ. Thế câu mở đoạn này cho chúng ta biết điều gì? Nào cô mời con nào. Con thưa cô, câu mở đầu cho biết nội dung của cả đoạn ạ. À, thêm ý kiến nữa. Cô mời Thư nào. Con thưa cô, câu mở đầu này cho biết tên của câu chuyện và tên tác giả câu chuyện ạ. À, ở trong câu mở đầu này có rất nhiều thông tin đúng không? Nhưng nó sẽ cho chúng ta biết nội dung chính của cả đoạn đấy các con ạ. Và chính trong câu mở đầu này, bạn Tùng Anh đã nêu cảm nghĩ của mình về câu chuyện. Đó cũng chính là phần đầu tiên của một đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện đã nghe, đã học đấy các con ạ. Vậy thì với những câu văn tiếp theo, trong câu mở đoạn này, từ ngữ nào cho biết Tùng Anh rất thích câu chuyện? Nào, cô mời con, Linh. Con thưa cô, từ ngữ trong câu mở đầu cho biết bạn Tùng Anh rất thích câu chuyện là cuốn tôi vào một thế giới đầy thú vị ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô muốn một bạn nữa trả lời thật to và hào hứng hơn nào. Cô mời Minh Quân. Con thưa cô, là từ ngữ trong câu mở đầu cho biết bạn Tùng Anh rất thích câu chuyện là cuốn tôi vào một thế giới đầy thú vị ạ. À, đúng rồi các con ạ. Đây chính là những từ ngữ mà sau này khi viết các con cần phải có trong đoạn văn của mình để nói rõ được cảm xúc của mình là gì nhé. Vậy thì những câu tiếp theo sẽ cho chúng ta biết điều gì? Các con hãy cùng nhau thảo luận, trao đổi để tìm ra được ý nghĩa của những câu tiếp theo. Và cô có gợi ý ở trên bảng, ai có thể đọc giúp cô gợi ý nào? Cô mời con, Hương Giang. Thế giới thú vị, nhánh thứ nhất, những con vật quen thuộc hiện ra như thế nào? Tiếng kêu, tiếng gáy, tiếng hót của chúng có gì đặc biệt? Nhánh thứ hai, vì sao nhân vật thầy giáo Vàng Anh để lại ấn tượng khó quên? Các con ơi, ở câu mở đầu, bạn Tùng Anh đã cho chúng ta biết tên câu chuyện, tên tác giả và cảm xúc suy nghĩ của bạn ý về câu chuyện này. Vậy thì, với những câu văn tiếp theo, bạn Tùng Anh muốn nói với chúng ta điều gì? Hãy thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu bài tập mà cô đã phát cho chúng mình. Thời gian thảo luận nhóm 4 của các con bắt đầu rồi. Thời gian của chúng mình đã hết. Cô xin mời cả lớp chúng mình cùng ngẩng nhìn lên đây nào. Nhóm nào sẽ xung phong lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình nào? Rồi, cô mời Hương Giang nào, xin mời con. Con xin trình bày sơ đồ thế giới thú vị được thể hiện bởi các học trò. Con xin trình bày sơ đồ thế giới thú vị được thể hiện bởi các học trò. Những con vật quen thuộc hóa thành những nghệ sĩ tài năng. Tiếng kêu, tiếng gáy gợi lên âm thanh, ánh sáng, sắc màu, hương vị. Ngoài ra thế giới thú vị còn được thể hiện bởi nhân vật thầy giáo Vàng Anh. Hành động và lời nói của thầy thể hiện sự yêu thương học sinh, tôn trọng học sinh.
Đó là kết quả thảo luận của cả nhóm đúng không? Cô cảm ơn con rất là nhiều. Các con hãy quan sát kết quả thảo luận của nhóm bạn Hương Giang. Có nhóm nào bổ sung ý kiến thêm cho bạn không? Cô mời nhóm của Tư nào. Con thưa cô, những câu văn tiếp theo bạn Tùng Anh bạn muốn thể hiện những lý do bạn thích câu chuyện thi nhạc ạ. Quá tuyệt vời, các con hãy thưởng cho bạn một tràng pháo tay thật lớn nào. Đúng rồi đấy các con ạ. Tất cả những câu văn mà bạn Tùng Anh vừa mới nêu lên đã nói rõ lý do vì sao mà bạn Tùng Anh yêu thích câu chuyện. Đây là phần rất quan trọng trong đoạn văn nêu ý kiến của mình với một câu chuyện đã được nghe, được đọc. Phần này là phần trọng tâm của đoạn văn và cần phải trình bày rõ ràng, chính xác. Khi mà chúng ta nêu ý kiến, nếu chúng ta đưa ra được những lý do thuyết phục thì sẽ khiến cho người đọc hay người nghe cảm thấy ý kiến của chúng ta có sức thuyết phục hơn và rõ ràng hơn, đúng không nào? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được hai phần của đoạn văn nêu ý kiến. Vậy thì ở trong đoạn văn này, câu kết là câu văn nào? Cô mời con nào, Minh Khang. Con thưa cô, câu kết đoạn văn này là câu chuyện đã kết thúc nhưng các nhân vật đáng yêu ấy vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi. À, cảm ơn con. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Đó chính là câu kết của đoạn văn của bạn Tùng Anh. Vậy câu kết này cho chúng ta biết điều gì? Cô mời con. Vâng thưa cô, câu kết khẳng định lại một lần nữa bạn Tùng Anh rất thích câu chuyện này ạ. Rất tuyệt vời các con ạ. Đúng là như vậy. Câu kết này một lần nữa khẳng định lại ý kiến của bạn Tùng Anh đối với câu chuyện. Và đây chính là phần thứ 3 của một đoạn văn nêu ý kiến. Qua phần tìm hiểu đoạn văn thứ nhất, chúng ta biết được cách sắp xếp các ý trong đoạn gồm 3 phần. Phần thứ nhất, câu mở đầu sẽ nêu cảm nghĩ của Tùng Anh về câu chuyện. Phần thứ hai chính là phần triển khai sẽ nêu được lý do mà Tùng Anh thích câu chuyện. Và phần cuối cùng, kết thúc sẽ khẳng định lại cảm nghĩ của Tùng Anh về câu chuyện đó. Ai giỏi nhắc lại cho cô 3 phần của một đoạn văn nêu ý kiến? Cô mời Bảo Nhi nào. Con thưa cô là đoạn văn nêu ý kiến gồm 3 phần. Phần thứ nhất là mở đầu, phần thứ hai là triển khai và phần thứ ba là kết thúc. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Đó là cách trình bày đoạn văn của bạn Tùng Anh. Nhưng các con ơi, cách trình bày đoạn văn nêu ý kiến có nhiều hình thức khác nhau và chúng ta sẽ cùng đến với đoạn văn thứ hai của một bạn nhỏ tên là Vĩnh Nga xem bạn ý trình bày có gì khác so với bạn Tùng Anh không nhé. Trước hết cô muốn nghe một bạn đọc lại đoạn văn của bạn Vĩnh Nga giúp cô nào. Cô mời Bảo Thư. Con đưa cô con đọc đoạn văn của bạn Vĩnh Nga. Hồi bé tôi nghe mẹ kể câu chuyện bà cháu của Trần Hoài Dương nhiều lần mà vẫn thấy thích. Ban đầu tôi thích xứ sở thần tiên, nơi có cây đào lấp lánh trái vàng trái bạc và cô tiên có phép nhiệm màu. Rồi sau đó tôi dưng dưng xúc động trước cuộc sống nghèo khổ nhưng đầm ấm của ba bà cháu. Với hai người cháu, vàng bạc, châu báu, nhiều đến mấy cũng không bằng tình yêu thương của bà. Thế nên khi bà mất, hai người cháu đã xin cô tiên hóa phép cho bà sống lại, sẵn sàng sống cảnh đạm bạc như xưa nhưng có bà ở bên. Cái kết của câu chuyện cũng thật tuyệt vời, đó là cảnh sum họp đầm ấm, bà hiện ra mòm mém, hiền từ, giang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Cảm ơn con, giọng đọc của bạn rất là xúc động và truyền cảm đúng không? Cô mời một bạn nữa đọc lại đoạn văn để chúng mình cùng ghi nhớ nội dung nhé. Cô mời Thư nào. Con thưa cô, con đọc đoạn văn. Hồi bé, tôi nghe mẹ kể câu chuyện bà cháu của Trần Hải Dương nhiều lần mà vẫn thấy thích. Ban đầu, tôi thích xứ sở thần tiên, nơi có cây đào lấp lánh trái vàng, trái bạc và cô tiên có phép nhiệm màu. Rồi sau đó, tôi dưng dưng xúc động trước cuộc sống nghèo khổ nhưng đầm ấm của ba bà cháu. Với hai người cháu, vàng bạc, châu báu, nhiều đến mấy cũng không bằng tình yêu thương của bà. Thế nên, khi bà mất, hai người cháu đã xin cô tiên hóa phép cho bà sống lại, sẵn sàng sống cạnh đạm bạc như xưa như có bạn ở bên. Cái kết của câu chuyện cũng thật tuyệt vời, đó là cảnh sum họp ấm áp, bà hiện ra móm mém, hiền từ, giang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Cảm ơn con rất nhiều. Đoạn văn của bạn Vĩnh Nga đã trở nên hay hơn rất là nhiều qua giọng đọc của anh Thư đấy. Vậy thì qua hai bạn đã đọc lại đoạn văn, các con đã nắm chắc được nội dung của đoạn chưa? Vậy hãy cho cô biết câu mở đoạn của đoạn văn này là câu nào?
Cô mời con nào, Giang Huy. Con thưa cô, câu mở đầu của đoạn văn này là: hồi bé, tôi nghe mẹ kể câu chuyện bà cháu của Trần Hoài Dương nhiều lần mà vẫn thấy thích. À, một bạn nữa nêu lại cho cô câu này to rõng rạc nào. Cô mời Hương Giang nào. Con thưa cô, câu mở đoạn của đoạn văn này là: hồi bé, tôi nghe mẹ kể câu chuyện bà cháu của Trần Hoài Dương nhiều lần mà vẫn thấy thích. Đó chính là câu mở đoạn của bạn Vĩnh Nga. Vậy các con hãy cùng nhớ lại câu mở đoạn của bạn Tùng Anh và cho cô biết hai câu mở đoạn này có điểm gì giống nhau nhé. Cô mời Bảo Linh nào. Con thưa cô, hai câu mở đầu của hai bạn đều nêu tên câu chuyện và tên tác giả. À, đúng rồi. Đó là một phát hiện rất là chính xác đấy các con ạ. Trong cùng hai câu mở đầu này, tên câu chuyện và tên tác giả đã được nhắc đến. Còn giống nhau ở điểm nào nữa? Cô mời Bảo Nhi. Con thưa cô, hai câu mở đầu này còn giống nhau ở điểm là đều nêu nội dung chính của đoạn ạ. À, cô muốn nghe ý kiến nữa nào, Bảo Quyên. Con thưa cô là cả hai câu mở đầu này còn nêu lên cảm xúc của hai người biết khi đọc câu chuyện ạ. À, đúng rồi, một bạn nói to rõng rạc hơn nhá. Cô muốn nghe ý kiến của bạn Kiều Khanh nào, xin mời con. Con thưa cô, hai câu mở đoạn này của hai tác giả còn nói lên cảm xúc của hai tác giả. Qua ý kiến của các bạn, cô cũng thấy chúng mình đã hiểu rất đúng rồi đấy. Ở câu hai câu mở đầu này còn cùng nêu cảm nghĩ của người viết đối với câu chuyện. Đây chính là những điểm giống nhau của các câu mở đoạn. Nhưng các con biết không, cách nêu lý do yêu thích câu chuyện của bạn Vĩnh Nga và bạn Tùng Anh không giống nhau chút nào đâu. Chúng ta sẽ cùng thảo luận nhóm 4, hoàn thành sơ đồ tư duy của bài 2 để xem là cách mà trình bày của hai bạn khác nhau như thế nào. Cùng là nêu lý do nhưng cách trình bày thì lại khác nhau đấy. Thời gian thảo luận nhóm 4 để hoàn thiện sơ đồ tư duy của các con bắt đầu. Thời gian thảo luận của chúng mình đã hết rồi nào các con. Bây giờ chúng ta lại xem kết quả thảo luận nhóm của chúng mình và cùng góp ý cho nhóm bạn nhé. Rồi, xin mời Bảo Tư. Con thưa cô, lý do bạn Vĩnh Nga yêu thích câu chuyện ba bà cháu là ban đầu thích xứ sở thần tiên có phép nhiệm màu, sau đó thích cuộc sống nghèo khổ nhưng đầm ấm, và cuối cùng là kết thúc câu chuyện có hậu ạ. Đó là ý kiến của nhóm bạn Bảo Thư. Có nhóm nào bổ sung thêm ý kiến không? Rồi chúng ta sẽ cùng đến với phần báo cáo của nhóm bạn Minh Quân. Xin mời Minh Quân. Vâng, cô, là những lý do yêu thích là: lý do thứ nhất là bà ấy thích xứ sở thần tiên trong câu chuyện. Lý do thứ hai là bà ấy xúc động trước tình cảm ba bà cháu. Và lý do thứ ba là bà ấy thích cái kết câu chuyện thật tuyệt vời ạ. Rồi, cảm ơn Quân. Như vậy là các con thấy bạn Vĩnh Nga đã trình bày lý do yêu thích của mình rất là rõ ràng, mạch lạc. Và đây chính là cách mà các con nên học tập khi nêu ý kiến, nêu lý do của mình. Bởi vì người nghe, người đọc sẽ rất là dễ theo dõi và hiểu được những lý do mà mình đưa ra. Đó cũng chính là nội dung của phần triển khai đấy các con ạ. Bạn nào có thể nêu lại cho cô phần triển khai của đoạn văn nêu ý kiến có nội dung chính là gì? Cô mời con. Hà An nào. Thưa cô, phần triển khai của đoạn văn nêu ý kiến là nêu lý do yêu thích câu chuyện ạ. À, các con ơi, phần triển khai sẽ nêu lý do mà người viết thích câu chuyện. Phần này các con có thể nêu 1, 2 hay là nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải trình bày thật rõ ràng, mạch lạc để người đọc, người viết dễ theo dõi. Chúng mình đã nhớ chưa nào? Vậy thì đoạn văn của bạn Vĩnh Nga có phần kết thúc không? Cô mời Đức Huy nào. Cô, đoạn văn của bạn Vĩnh Nga không có câu kết thúc ạ. À, phát hiện rất là tinh đúng không các con? Sau khi đã tìm hiểu lý do yêu thích rồi thì chúng ta thấy đoạn văn của bạn Vĩnh Nga không có câu kết thúc. Theo các con, bạn Vĩnh Nga đã trình bày đoạn văn nêu ý kiến của mình theo cách 1 hay cách 2? Rồi, cô mời con, Hương Nhi. Thưa cô, cách trình bày của bạn Nga
Nga là làm theo cách 1 ạ. Rồi, cô cảm ơn Phương Linh nhá, lần sau cố lên tiếp nhá. Bạn Vĩnh Nga đã lựa chọn cách trình bày thứ nhất hay thứ hai? Nào, cô mời Hương Giang. Con không có cách trình bày của bạn Vĩnh Nga là làm theo cách 1 ạ. À đúng rồi, theo cách thứ nhất gồm những phần nào hả con? Con thông cô là cách 1 là có 2 phần mở đầu và triển khai ạ. Vậy thì đoạn văn của bạn Tùng Anh ý, chúng mình nhớ lại chưa? Đoạn văn của bạn Tùng Anh sẽ là trình bày theo cách nào? Mời Gia Bảo. Con thông cô là đoạn văn của bạn Tùng Anh trình bày theo cách thứ 2 ạ. À cách thứ 2 gồm những phần nào hả con? Cách thứ 2 gồm có 3 phần, phần mở đầu, phần triển khai, phần kết thúc ạ. Các con biết không? Khi mà chúng ta nêu ý kiến của mình về một câu chuyện đã nghe, đã đọc, các con cần phải trình bày đủ các phần mở đầu, triển khai và kết thúc. Nhưng phần trình bày đoạn văn theo cách 1 hay cách 2, các con hoàn toàn có thể lựa chọn theo ý thích của mình. Miễn là khi trình bày ý kiến, chúng ta phải đưa ra những lý do rõ ràng, mạch lạc để người đọc, người nghe hiểu được điều mình muốn nói và cảm nhận đúng về điều mình muốn nói. Chúng mình đã rõ chưa nào? Rồi ạ. Hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến gồm có 3 phần chính. Bạn nào giỏi nhắc lại giúp cô Hoa nào. Cô mời Bảo Nhi. Con nêu cô là cách viết đoạn văn nêu ý kiến gồm 3 phần. Phần thứ nhất là mở đầu, phần thứ hai là triển khai và phần thứ ba là kết thúc ạ. Mở đầu chúng ta sẽ nói về điều gì? Cô mời Tuấn Linh. Con nói cô là mở đầu nêu cảm nhận chung về câu chuyện. Cảm ơn con. Các con ơi, thế thì nội dung chính của phần mở đầu là gì? Cô mời Bảo Nam. Nêu cô phần mở đầu nêu cảm nhận chung về câu chuyện mà anh yêu thích ạ. À đúng rồi, nội dung chính của phần triển khai là gì? Cô mời Bảo Quyên nào. Con nói cô là phần triển khai là nêu lý do yêu thích của câu chuyện. Chính xác. Nội dung chính của phần kết thúc là gì? Cô mời Trường Giang. À, vậy là qua 2 đoạn văn của bạn Tùng Anh và Vĩnh Nga, các con đã nắm rất chắc cấu tạo của một đoạn văn nêu ý kiến. Chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện đã nghe, đã đọc. Ngoài phần cấu tạo và cách sắp xếp các ý trong đoạn văn, chúng ta còn cần phải lưu ý điều gì nữa? Hãy quan sát cho cô 2 đoạn văn và tìm cho cô những từ ngữ, câu văn bộc lộ cảm xúc và sự yêu thích của người viết đối với câu chuyện. Cô mời Thư nào. Cô thưa cô, những từ ngữ, câu văn bộc lộ cảm xúc, sự yêu thích của người viết ở đoạn 1 là của tôi và một thế giới đầy thú vị gợi lên trong tâm trí người nghe ấn tượng khó quên và các nhân vật đáng yêu ấy vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi ạ. Rất là giỏi, thưởng bằng một tràng pháo tay các con. Thế còn ở đoạn văn thứ hai, ở đoạn văn thứ hai bạn nào giỏi tìm giúp cô nào. Cô mời Minh Khang. Con đưa cô là những từ bộc lộ cảm xúc trong đoạn văn thứ hai là từ thích, từ rưng rưng xúc động và từ thật tuyệt vời ạ. À, đúng rồi đấy các con ạ. Khi viết một đoạn văn nêu ý kiến thì các con nên sử dụng những từ ngữ, câu văn bộc lộ cảm xúc thì người đọc, người nghe sẽ cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều, giống như những từ ngữ mà bạn Tùng Anh và bạn Vĩnh Nga đã sử dụng trong đoạn văn của 2 bạn ý, đúng không nào? Hôm nay các con đã cùng nhau trải qua 2 bài tập để tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến với những phần chính, và đây chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Cô muốn một bạn nêu lại cho cô ghi nhớ của tiết học này. Cô mời Bảo Thư nào. Nếu cô phần ghi nhớ là khi viết đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện cần nói rõ mình thích hoặc không thích câu chuyện đó và nêu lý do ạ. Cảm ơn con. Cô mời Tùng Lâm nêu lại cho cô ý kiến nào con. Cô đọc phần ghi nhớ. Khi viết đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện cần nói rõ mình thích hoặc không thích câu chuyện đó và nêu rõ lý do ạ. Cảm ơn con. Dựa vào phần ghi nhớ này và dựa vào 2 cách trình bày các ý trong đoạn văn nêu ý kiến, các con hãy cùng thảo luận với bạn bên cạnh mình, nêu ý kiến của mình về một câu chuyện mà các con đã được nghe, được đọc. Hãy chia sẻ cảm nhận của mình với bạn bên cạnh mình và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ trước cả lớp.
Chúng mình đã rõ nhiệm vụ chưa? Rồi ạ. Thời gian của các con bắt đầu. Chúng mình sẽ chia sẻ nhóm đôi nhé. Thời gian chia sẻ nhóm đôi đã hết. Xin mời các con quay trở lại nào. Các con, mỗi bạn đều có những câu chuyện mà mình yêu thích đúng không? Vậy thì bây giờ các con hãy mạnh dạn chia sẻ trước cả lớp. Con thích câu chuyện gì và lý do vì sao? Cô Mỹ Linh nào? Con thưa cô, con rất thích câu chuyện chú bé Chân Kiều vì sau câu chuyện con rút được bài học là không nên nói dối người khác vì khi nói dối sẽ làm mất lòng tin ạ. À, vậy là bạn đã trình bày rất là rõ lý do mà mình yêu thích câu chuyện. Cô mời thêm ý kiến nào? Anh Thư? Con thưa cô, con không thích câu chuyện chú bé Chân Kiều vì chú bé đã nói dối quá nhiều ạ. À, tức là con không thích nhân vật cậu bé trong câu chuyện này đúng không? Vì cậu ý nói dối. Thế nhưng qua câu chuyện này con có rút ra được bài học gì cho bản thân mình không? Con có rút ra được một bài học là không được nói dối và nói dối sẽ mất lòng tin của người khác ạ. À đúng rồi, câu chuyện có đem lại cho con một bài học rất là giá trị đúng không? Bạn Thư, theo ý cô hiểu là bạn Thư bạn ấy không thích cái nhân vật cậu bé trong câu chuyện đấy thôi. Còn câu chuyện đó vẫn rất là ý nghĩa và đã giúp cho bạn Thư nhận ra một bài học quý giá về sự trung thực đấy các con ạ. Mỗi một câu chuyện các con có thể yêu thích hoặc không yêu thích, nhưng nó đều có những bài học giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cô Hoa thì cô Hoa nghĩ rằng là câu chuyện nào cũng đáng yêu và câu chuyện nào cũng có ý nghĩa của nó. Quan trọng là mình rút ra được bài học gì sau câu chuyện đấy. Còn trong câu chuyện thì đương nhiên có lúc sẽ có những nhân vật tốt, có lúc sẽ có những nhân vật chưa tốt, đúng không? Và chúng mình sẽ cùng rút kinh nghiệm để có thể tìm ra được những bài học ý nghĩa nhất. Các con sẽ có thêm thời gian luyện tập để trình bày ý kiến của mình về một câu chuyện đã nghe, đã học. Bởi vì hôm nay chúng mình mới ở tiết thứ 2 thôi. Các con sẽ còn tiết thứ 3 và tiết thứ 4 để có thể hoàn thiện được cách trình bày cũng như là kỹ năng viết và hoàn thành đoạn văn. Cô tin rằng sau tiết học thứ 3 và thứ 4, cộng với thái độ học tập tích cực của ngày hôm nay thì mỗi bạn trong lớp 4A chúng ta sẽ hoàn thành được một bài văn nêu ý kiến. Và với cách học của các con, cô tin rằng lớp 4A sẽ có thật nhiều những nhà thuyết trình, những luật sư trong tương lai hoặc những nhà diễn thuyết có thể tự tin đứng trước đám đông nêu ý kiến của mình với những lý do rõ ràng, mạch lạc và vô cùng sắc bén. Chúng mình có tự tin về điều này không? Có. Rồi, vậy thì chúng mình hãy tự thưởng cho chúng mình một tràng vào tay thật lớn nào.